Kính thưa quý vị khán giả, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông báo, hiện nay đang có dư luận có ca nghi ngờ mắc COVID-19 tại thị trấn Châu Thành, xung quanh cầu Thái Hòa, phường 2 thành phố Tây Ninh là không đúng sự thật. Mọi người bình tĩnh và yên tâm. Đến thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 22 tháng 3 năm 2020, Tây Ninh chưa ghi nhận ca nghi ngờ và ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Mong mọi người thường xuyên theo dõi tin tức phát sóng trên kênh truyền hình TTV11 và sóng phát thanh FM 103.1 MHz để cập nhật thông tin chính thức.